Nếu bạn đang muốn sở hữu một căn hộ chung cư 3 phòng ngủ nhưng chưa biết cách thiết kế thế nào để đảm bảo vừa đẹp mắt vừa tiện nghi, thì blog nội thất đẹp sẽ giới thiệu đến bạn top 7 mẫu nhà chung cư 3 phòng ngủ đẹp và tiện nghi nhất hiện nay. Những ý tưởng này không chỉ khiến bạn hài lòng mà còn đáp ứng được nhiều công năng và tạo không gian riêng tư cho các thành viên. Hãy theo dõi ngay video sau đây nhé! Thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ. Thiết kế phòng khách. Trong căn hộ 3 phòng ngủ, phòng khách thường được thiết kế với diện tích rộng, nên gia chủ thường ưu tiên thiết kế phòng bếp liền phòng khách. Sự bố trí này mang lại sự liền mạch cho toàn bộ không gian, từ đó giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên một cách hiệu quả. Trong khu vực phòng khách, các món nội thất cơ bản như bàn trà, sofa, kệ tivi và các phụ kiện như đèn trần, thảm trải sàn, gia chủ nên xác định trước phong cách thiết kế, sau đó lựa chọn món đồ nội thất và màu sắc chủ đạo sao cho hài hòa, tạo nên một không gian phòng khách có bố cục và thể hiện được cá tính riêng. Thiết kế phòng bếp. Với phòng bếp, đây là khu vực cần phải gọn gàng và ngăn nắp để thuận tiện nấu nướng. Phần lớn các gia chủ thường lựa chọn chất liệu gỗ hoặc đá cho bán đảo bếp và kệ bếp, không chỉ để tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp việc làm sạch khu vực bếp trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời, bạn cũng cần lưu ý chọn lựa các loại tủ bếp thông minh, tiết kiệm diện tích, cùng các thiết bị nấu ăn như bếp nấu, lò vi sóng, tủ lạnh. Ngoài ra, bạn cũng cần bố trí từng khu vực trong nhà bếp như bồn rửa, bếp nấu và tủ lạnh theo quy tắc tam giác để giúp thuận lợi cho việc di chuyển. Một căn bếp gọn gàng, sạch sẽ cũng góp phần tăng thêm vẻ đẹp tinh tế, hoàn mỹ cho căn hộ 3 phòng ngủ của bạn. Thiết kế phòng ngủ lớn. Trong căn hộ 3 phòng ngủ, thường sẽ có một phòng ngủ chính, master bedroom, có diện tích lớn hơn 2 phòng ngủ còn lại. Phòng ngủ này sẽ dành riêng cho cặp vợ chồng gia chủ. Do đó, khi trang trí và sắp xếp nội thất, cần tạo ra một không gian toát lên cảm giác ấm cúng và lãng mạn, đồng thời vẫn đảm bảo đầy đủ tính tiện nghi. Sử dụng các tông màu trầm ấm hoặc các gam màu trang nhã và thanh tao như màu be, màu trắng là lựa chọn phù hợp. Ngoài ra, bạn nên ưu tiên thiết kế với cửa sổ lớn hoặc ban công để tạo ra không gian thoáng đãng, thoải mái để thư giãn và nghỉ ngơi. Các món đồ cơ bản thiết yếu bao gồm giường ngủ cỡ lớn, bàn trang điểm, táp đầu giường, tủ quần áo và trang trí thêm với gương lớn, đèn ngủ hoặc tranh treo tường. Thiết kế phòng ngủ nhỏ cho bé trai. So với phòng ngủ master, hai phòng ngủ còn lại thường có diện tích nhỏ hơn, do đó cần phải bố trí, thiết kế nội thất một cách khéo léo. Đối với phòng ngủ nhỏ dành cho bé trai, để tạo ra một không gian phù hợp với tính cách năng động và hoạt bát của trẻ, bạn có thể sử dụng các gam màu nam tính như xanh và đen. Có thể thêm vào trang trí tùy theo sở thích cụ thể của bé, nhưng vẫn cần có các món đồ cơ bản như giường ngủ cỡ nhỏ, tủ quần áo. Hơn nữa, việc có một cửa sổ vừa đủ trong căn phòng cũng sẽ giúp căn phòng có thêm ánh sáng. Thiết kế phòng ngủ cho bé gái. Trong phòng ngủ dành cho bé gái có tính cách dịu dàng, thường thích các màu sắc nhẹ nhàng như hồng và be để làm tông màu chủ đạo. Các đồ trang trí trong phòng cũng cần hướng đến mang một cá tính riêng tùy theo sở thích của bé. 2. Những mẫu nhà chung cư 3 phòng ngủ đẹp và tiện nghi nhất hiện nay. Mẫu nhà chung cư 3 phòng ngủ đẹp theo phong cách hiện đại. Mẫu chung cư 3 phòng ngủ theo phong cách hiện đại đang được rất nhiều gia chủ ưa thích. Đặc điểm nổi bật của nội thất phong cách hiện đại là tiết giảm các chi tiết cầu kỳ, tập trung chủ yếu vào công năng sử dụng, các đường nét mạnh mẽ và giàu tính thẩm mỹ. Màu sắc trong nội thất phong cách hiện đại thường ưu tiên các tông màu trung tính, tạo nên không gian trang nhã, lịch lãm và tinh tế. Đồ nội thất thường có kiểu dáng đơn giản, tạo cảm giác gọn gàng và hiện đại. Nội thất phong cách hiện đại thường sử dụng các vật liệu hoàn thiện hiện đại, áp dụng công nghệ mới. Các vật liệu thường được sử dụng là gỗ, đá, kính, kim loại. Mẫu chung cư 3 phòng ngủ đẹp theo phong cách tân cổ điển. Phong cách tân cổ điển là sự lựa chọn lý tưởng cho những gia đình ưa chuộng không gian sống sang trọng và đẳng cấp, đặc biệt là trong các căn hộ có diện tích lớn.
mỗi phong cách nội thất bạn lựa chọn lại gắn liền với phong cách sống của bạn và gia đình. Chọn lựa phong cách tân cổ điển đồng nghĩa với việc bạn đã chọn cho gia đình mình phong cách sống tinh tế, sang trọng. Nội thất tân cổ điển thường có đặc trưng là sự sang trọng và tinh tế. Các đường nét được trau chuốt và tỉ mỉ. Không gian nội thất theo phong cách này thường được trang trí bằng những món đồ có chất cổ điển như đèn chùm, thảm và đồ trang trí làm từ đồng. Phong cách tân cổ điển trong nội thất chung cư thường có mức đầu tư cao hơn so với các phong cách khác, đặc biệt là khi sử dụng cùng một chất liệu. Vì vậy, bạn cũng nên có kế hoạch tài chính phù hợp. Mẫu chung cư 3 phòng ngủ đẹp theo phong cách luxury. Thiết kế nội thất theo phong cách luxury mang đến trải nghiệm thượng lưu và sang trọng cho căn hộ. Đặc trưng của phong cách này là tạo ra một không gian sống đẳng cấp và sang trọng như chính tên gọi của nó. Phong cách luxury không chỉ sử dụng sản phẩm nội thất cao cấp, mà các sản phẩm trang trí và thiết bị cho căn hộ cũng đều phải luxury. Qua đó tạo ra một không gian sống và trải nghiệm sống thực sự thượng lưu cho gia chủ. Do đó, khi lựa chọn phong cách nội thất này, bạn cũng xác định sẽ có mức đầu tư tương đối cao. Mặc dù có chi phí đầu tư lớn, nhưng trải nghiệm cuộc sống tinh hoa lại là hoàn toàn xứng đáng. Mẫu chung cư 3 phòng ngủ đẹp theo phong cách Đông Dương Indochine. Phong cách thiết kế nội thất Đông Dương đã được rất nhiều gia chủ lựa chọn trong những năm gần đây. Phong cách Indochine này kết hợp tinh tế giữa nét kiến trúc Pháp và kiến trúc truyền thống của Việt Nam. Được phát triển khi Pháp khai thác thuộc địa ở Đông Dương và phát triển mạnh mẽ gần đây. Mẫu chung cư 3 phòng ngủ đẹp theo phong cách Đông Dương thường sử dụng các vật liệu truyền thống như mây, tre, gỗ, kết hợp cùng các đồ trang trí làm từ đồng, thổ cẩm và gốm. Các họa tiết sen, tượng Phật và linh vật cũng thường được ứng dụng để trang trí cho phong cách Indochine. Mẫu nhà chung cư 3 phòng ngủ đẹp theo phong cách tối giản, minimalism. Phong cách nội thất tối giản hướng đến việc giảm thiểu tối đa các chi tiết. Thiết kế này chú trọng vào công năng và tiện ích trong quá trình sử dụng. Nội thất phong cách tối giản thường sử dụng màu sắc trung tính và các vật liệu như vải, gỗ và kim loại. Phong cách nội thất tối giản cũng mang lại trải nghiệm thoải mái mà không gò bó, phụ thuộc. Sau đại dịch COVID-19, phong cách này phát triển rất mạnh mẽ và thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình. Mẫu nhà chung cư 3 phòng ngủ đẹp theo phong cách Japandi. Thiết kế nội thất theo phong cách Japandi hướng đến vẻ đẹp hoàn hảo trong một không gian giản đơn nhưng ấm áp. Các chi tiết nội thất được thiết kế một cách đơn giản, màu sắc gần gũi với thiên nhiên. Phong cách Japandi thường sử dụng tông trắng kết hợp với nâu gỗ tự nhiên, tạo nên sự hài hòa tổng thể và nổi bật với thiết kế khung tường mang đậm phong cách Nhật. Mẫu nhà chung cư 3 phòng ngủ đẹp theo phong cách Wabi Sabi. Phong cách Wabi Sabi sử dụng tối giản chi tiết đồ nội thất, sử dụng chất liệu còn nguyên sơ để tạo ra một không gian hoài cổ, thanh lịch nhưng vẫn mang đến sự khang trang cho căn hộ. Trong lối thiết kế này, công năng sử dụng đồ nội thất được chú trọng tối đa, tránh sự bày biện gây lãng phí. Các vật liệu nội thất thường là bàn gỗ đơn giản, đèn làm từ tre, nứa và sofa đậm phong cách Wabi Sabi. Những lưu ý khi thiết kế nội thất căn hộ chung cư 3 phòng ngủ. Xác định nhu cầu và mục đích sử dụng. Ở căn hộ chung cư, diện tích sinh hoạt thường khá hạn chế. Bạn không có khả năng mở rộng hoặc xây dựng thêm để tăng diện tích sử dụng. Vì vậy, bạn cần xác định rõ nhu cầu, các không gian quan trọng trước khi thiết kế để tiết kiệm thời gian cũng như công sức. Lựa chọn nội thất đa dụng và tối ưu không gian. Như đã đề cập trước đó, không gian trong căn hộ chung cư thường rất hạn chế. Tối ưu hóa không gian là cách giúp gia đình bạn có thể thêm diện tích sinh hoạt.
Để đạt được điều này, bạn có thể sử dụng nội thất đa năng và lựa chọn các phụ kiện tiện ích để tăng không gian lưu trữ cho căn hộ. Sử dụng ánh sáng tự nhiên. Không gian trong căn hộ chung cư thường gặp hạn chế về việc lấy ánh sáng tự nhiên. Mặc dù các căn hộ đều được thiết kế có cửa sổ, nhưng thường có kích thước nhỏ. Vì vậy, trong quá trình thiết kế, cần tận dụng ánh sáng tự nhiên của căn hộ một cách tối ưu nhất. Thiết kế kèm không gian xanh. Với căn hộ chung cư 3 phòng ngủ có diện tích đủ lớn, thì bạn có thể trang trí thêm cây xanh vào không gian sống của mình. Cây xanh không chỉ tạo không khí trong lành và làm cho không gian trở nên mát mẻ và hài hòa hơn, mà còn giúp làm dịu bớt căng thẳng. Bạn có thể sử dụng ban công để trồng những loại cây xanh nhỏ. Ngoài ra, các không gian trống trong nhà cũng có thể được tận dụng để trồng các loại cây ưa bóng râm. Sự hiện diện của cây xanh giúp tạo ra không gian sống trong lành và thoải mái hơn. Lựa chọn thiết bị phù hợp. Các thiết bị trong căn hộ giúp không gian sống của bạn thêm tiện ích và thoải mái. Đặc biệt trong môi trường chung cư là nơi rất khó để cải tạo và thay đổi hệ thống kỹ thuật của căn hộ. Vì vậy, bạn nên chọn các thiết bị có chất lượng cao giúp căn hộ vận hành an toàn và bền bỉ. Trên đây là các thông tin liên quan đến chủ đề thiết kế nội thất cho căn hộ 3 phòng ngủ. Blog Nội thất đẹp đã chia sẻ đến bạn những mẫu thiết kế, ý tưởng cùng những điểm lưu ý trong quá trình thiết kế nhằm mang đến cho bạn có được ý tưởng cho ngôi nhà của mình. Các bạn thấy video của Blog Nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé! Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ Blog Nội thất đẹp nhé! Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.